trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa Pioneer CS F7000 đẹp xuất sắc. Đây là một cặp loa thuộc hàng dòng của hãng Pioneer. Loa có 3 đường tiếng gồm 1 bát 25, màng giấy gân lụa mềm mại. Một chung giấy và một chép giấy. Loa có công suất 70W, trở kháng 8 ohm. Chiều rộng của loa 36, chiều sâu 32 và chiều cao 74cm. Cặp loa này được anh em chơi nhạc đánh giá rất cao về chất lượng âm thanh cũng như hình dáng, kiểu dáng của nó. Cặp loa này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 10.500.000 đồng. Ở đây tôi đang ghép cặp loa CS F7000 và chiếc âm ly với chiếc âm ly Pioneer SX737. Và chiếc đầu đang phát nhạc đó là chiếc đầu giải mã của hãng Sony, đầu MD GE700. Đầu GE700 tích hợp bộ giải mã DAC rất thuận tiện cho việc nghe nhạc mạng từ TV và các thiết bị mạng khác. Đầu đang có giá 6 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua những thiết bị trên, xin mời liên hệ với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.